sẽ nói chuyện về conjunctivitis. Ains thì có thể là bạn nào mà mới đăng từ B1 lên B2 thì sẽ hơi bị overwhelmed, hơi bị overfloated một tí. Tại vì kiến thức này nó là một cái mà mình nhớ bọn mình chỉ được học đến và chỉ được kiểm tra khi bọn mình học lên DSD2 thôi sao ấy. Còn mình còn học tiếng Đức ở trường chuyên ngữ. Hôm trước mình đã thấy có bạn đề cập đến vấn đề này ở trong group Discord của mình, cho nên là hôm nay mình sẽ nói qua cho bạn ý một chút và cho các bạn nữa. Hy vọng là nó sẽ giúp các bạn đỡ mù mờ hơn về cái thể conjunctivitis này. Một tí giới thiệu là conjunctivitis được sử dụng khi nào. Cái từ chìa khóa của conjunctivitis là indirecterator. Nó được sử dụng trong indirecterator, tức là khi thông báo lại, muốn tóm tắt lại, muốn nói lại lời nói của một ai đấy nhưng mà kiểu không trích dẫn nguyên văn lời người ta nói. Der Präsident sagt, hai chấm cho đến một kép. Một kép ở trong tiếng Đức thì là in Anführungszeichen nhé. Ich werde die Steuern senken. Thì đấy là Direktorator, tức là trích dẫn nguyên văn. Còn Indirektorator, tức là kiểu trích dẫn không nguyên văn. Der Reporter berichtet, hai chấm, der Präsident sagte, er werde die Steuern senken. Thì cái phần werde này chính là cái làm nên cái đặc trưng của Konjunktiv 1. Ở trường hợp này, người nói là der Präsident, tức là vẫn như cái câu gốc này. Câu nói tôi sẽ giảm thuế của ông President được ông reporter nói lại một cách gián tiếp, và qua đấy thông báo là ông President sẽ giảm thuế. Tuy nhiên thì với Indirektorator, người ta phải phân biệt giữa private và offizielle Aussagen. Khi mà nói chuyện trong private Bereich, tức là nói chuyện giữa bạn bè và bạn và gia đình với nhau, thì người ta sẽ không dùng conjunctive. Thế cho nên đấy là lý do tại sao ở B1 các bạn vẫn chưa được học về conjunctive. Tom sagt Uter ich liebe dich. Thì cái câu Indirektorator sẽ chỉ đơn giản là Tom hat zu Uter gesagt, dass er sie liebt. Dùng das. Thế nhưng khi mà các bạn lên đến B2 kiểu nó cao cấp hơn một tí, khi đấy thì tất nhiên là context của các bạn cũng sẽ formal hơn ở trong các cái ngữ cảnh kiểu công cộng, trong các cái bài báo, thông báo, các cái Nachrichten của đài truyền hình, truyền thanh. Funk là truyền thanh nhé. Zeitungsberichten là các cái buổi nói chuyện kiểu mang tính chất chính trị. Direktorator, ví dụ phát ngôn viên của sở cảnh sát nói là Der Täter ist gefasst, tức là thủ phạm đã bị bắt. Indirektorator thì trên báo viết là Der Polizeisprecher sagte, dass der Täter gefasst sei. Tất nhiên ở trong câu này mình hoàn toàn có thể dùng Der Polizeisprecher sagte, der Täter sei gefasst. Thế nhưng ở đây người ta vẫn dùng das, không hiểu tại sao. Hồi mình học ở trường chuyên ngữ, thầy mình cũng bảo là đã dùng conjunctivitis rồi thì đừng dùng das. Thế nhưng mà ở đây người ta vẫn dùng das, nói chung là mỗi người một kiểu. Kiểu trong người trong một nước, người nói cùng một ngôn ngữ, người ta cũng không Einig về cái vấn đề này. Thế nhưng người ta đã nói ở đây rồi thì mình nghĩ là có thể tin được. Thế nên là mình có thể khuyên các bạn là nếu như bạn đang học theo một cái giáo trình nào ấy, thì cứ nhìn trong các cái câu mẫu ở trong sách giáo khoa, trong giáo trình của bạn, xem là họ có dùng das không. Trong những câu mà dùng conjunctivitis, nếu như họ cùng kết hợp cả das cả conjunctivitis thì bạn có thể thoải mái dùng như thế. Còn nếu như mà trong các câu Beispiel của họ mà không dùng das kết hợp conjunctivitis thì hãy cẩn thận một chút, cố gắng là đừng dùng cả hai cái trong một câu. Ok. Trong những cái câu mà sử dụng conjunctivitis, vì nó là một câu kiểu indirectorator, câu nói gián tiếp, cho nên là sẽ phải có những cái động từ kiểu đặc biệt hay được sử dụng với nó. Ví dụ như antworten, äußern, behaupten, berichten, bla bla bla. Và cũng có các cái danh từ hay được sử dụng ở trong indirectorator. Einleiten này tức là dẫn dắt, kiểu mở đầu và báo hiệu cho người ta biết đây có thể là một câu indirectorator. Thì nó cũng đơn giản, chỉ là những cái danh từ được phát triển từ các cái động từ phía trên này thôi, không có gì cả. Rồi, Bildung der Gegenwartsformen. Der Konjunktiv 1 wird gebildet durch Verbstamm und Konjunktivendung. Thì trước khi vào phần này, mình cũng phải nói là cái quan trọng về thì ở trong tiếng Đức ấy, hay là có thể tiếng Anh hoặc là những cái ngôn ngữ khác nữa, thì nó chỉ quan trọng nhất là cái động từ thôi, mình phải chia động từ cho đúng. Mà để chia động từ cho đúng ấy, thì nếu bạn chắc chắn rồi, bạn có thể dở cái mới trang này ra, gọi là Verbformen. Đây là trang mình chuyên dùng để tìm các cái dạng của động từ. Và ví dụ nhá, mình có từ Aussagen đi, nói ra khẳng định một cái gì đấy, thì ở đây người ta sẽ trình bày cho bạn tất cả các cái cách
chia tất cả các cái thì mà người ta sẽ dùng để chia được cái động từ aussagen này. Đây là indicative, conjunctive, đây conjunctive eins này. Người ta sẽ nói là ich sage aus, du sagest aus, er sage aus các thứ. Thì đây chính là cái mà các bạn cần phải nhìn vào khi mà các bạn muốn tra được cái động từ nào ở trong conjunctive eins hay là cả conjunctive zwei này. Các thể loại conjunctive xong rồi ở dạng quá khứ perfect plusquam thì thật sự là rất là ít dùng thôi. Conjunctive future eins hoặc là conjunctive future zwei, đây là mình đã học về conjunctive eins cho nên mình chỉ tập trung vào cái này và cái này thôi. Ich werde auch sagen, du werdest auch sagen các thứ. Thì đây là cái cách mà các bạn có thể làm nhanh, tra nhanh. Thế nhưng mà ở trên trang Mein Deutschbuch này người ta cũng có nói đến chú ý khác nữa khi mà muốn chia động từ cho nó kiểu đúng, thật là đúng ấy. Các bạn có thể kiểu xem tiếp để đối chiếu với cái giáo trình tiếng Đức của các bạn xem là họ có nói y như trên này không. Mình thì vẫn sẽ trình bày giải thích cho các bạn tiếp những cái nội dung của trang Mein Deutschbuch này cho đến hết. Ở đây bạn có một cái bảng về cách chia của conjunctive eins mà ở Gegenwartsformen, tức là ở cái thì hiện tại thôi. Thì cái nguyên tắc chia động từ của conjunctive eins này các bạn có thể nhớ đơn giản là infinitive như thế này. Một động từ infinitive là gehen như thế này, có stamm của nó là ge, có chữ h này nữa, thì họ sẽ lấy cái stamm này và kết hợp nó với cái endung tương ứng với mỗi ngôi. Ví dụ ngôi ich này thì endung của nó là e, cho nên cuối cùng mình sẽ có cái conjunctive của nó là gehe theo đúng công thức đấy. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là khi mà ở nguyên ngôi x này thôi ấy, thì nếu mà mình chia ra như thế này nó sẽ rất là giống cái indicative của nó, tức là cái thể mà bình thường không phải là câu indirect gerader ấy. Conjunctive eins và conjunctive zwei nó được xếp vào một dạng riêng là conjunctive, thì nó là một cái thể khác. Còn những cái bình thường như là động từ trong quá khứ, trong tương lai, trong hiện tại thì người ta gọi nó là indicative. Như thế ở trường hợp này thì gehe này khá là giống, nó kiểu übereinstimmen, nó lại giống với cái ở trong indicative. Thì ở đây người ta sẽ phải thay đổi một chút. Như ở dưới đây người ta nói là người ta sẽ dùng Ersatzformen của conjunctive zwei. Ersatzformen của conjunctive zwei là gì? Thì lúc nãy mình đã tra rồi và mình đã tìm thấy ở đây. Ở đây người ta nói đến hai cách với động từ comment này nhá. Comment này ở infinitive. Đầu tiên thì mình sẽ tìm cái thể của nó ở Präteritum đã. Với ngôi ich thì comment sẽ thành cam. Và từ cái Präteritum này mình thêm một cái umlaut ở phía trên. Thì đây là với trường hợp mà với những từ có chỗ để cho umlaut vào thôi, ví dụ a, e, o các thứ. À, e cũng làm gì có umlaut. Thì còn với những từ mà nó không thể cho umlaut vào được thì sao? Ví dụ gehen này thì chuyển sang Präteritum đã, nó sẽ là ich ging đúng không? Thì lúc đấy mình sẽ chỉ thêm cái e này vào đằng sau thôi, mình sẽ chỉ thêm cái endung đặc trưng của ich này vào đằng sau thôi. Bởi vì cái Präteritum của từ gehen nó chỉ là ging thôi, ich ging heute zur Schule. Cho nên khi mà mình thêm chữ E và đằng sau chữ ging đấy, mình sẽ tự động biết được là à, đây đang là conjunctive eins chứ không phải là Präteritum. Đó. Thế còn cách 2 của Ersatzform với conjunctive zwei là sao? Mình sẽ dùng würde. Khi mà động từ đấy nó không thể cho umlaut vào được, hay là trong Präteritum của nó cũng có cái phần đuôi E, cái phần endung đặc trưng đấy rồi chẳng hạn, và mình sẽ lại bị nhầm, thì mình có thể dùng cách khác là würde. Và cách này thì nó cũng sẽ đơn giản hơn cho các bạn nhớ. Khi mà mình dùng würde ấy thì mình chỉ cần nhớ cách conjugation của cái động từ würden này thôi. Còn khi mà mình đã chia würden rồi, tất nhiên là động từ chính kia của mình sẽ ở indicative, không cần phải bàn cãi gì nữa rồi. Ví dụ câu gốc indicative là Patrick sagt, sie backt gerne Plätzchen. Thì conjunctive eins của nó sẽ là Patrick sagt, sie backen gerne Plätzchen. Thì ở đây bạn thấy là backen này nó giống y hệt như động từ ở indicative của nó rồi. Thế thì cách 1 là mình sẽ ersetzen, mình sẽ thay thế nó với conjunctive zwei là Patrick sagt, sie backen gerne Plätzchen. Thì cái thể này của backen mình không biết là người ta lấy ở đâu ra. Thế nên là cái ersatzform mà dùng Präteritum đấy không phải lúc nào mình cũng nên dùng và mình cũng có thể dùng được. Cho nên cái cách an toàn hơn là các bạn sẽ dùng würde. Patrick sagt, sie würden gerne Plätzchen backen. Như thế này thì sẽ không sợ sai. Ngoại lệ thì có modal verben và das Verb sein. Bởi vì cái động từ sein này ở kể cả hiện tại hay quá khứ nó cũng được chia theo một cách, nó cũng sẽ được biến đổi thành những cái rất là khác ấy. Sein thì ich sẽ thành ich bin các thứ mà. Thế nên không sợ bị trùng. Mình có thể hoàn toàn nói một câu là meine Lehrerin hat gesagt, ich sei eine gute Studentin chẳng hạn.
rất ổn, không có vấn đề gì cả. Modalwerben cũng thế. Meine Lehrerin hat gesagt, ich solle mehr studieren. Hay là Meine Lehrerin hat gesagt, ich müsse mehr studieren. Là müsse nhé, bởi vì stamm của nó vẫn là muss và có umlaut mà chứ không phải là muss nữa. Bỏ umlaut đi là đã được chia theo kiểu indicative hiện tại. Mình lấy cái stamm đấy, mình lấy muss và thêm endung là e vào. Ich müsse mehr studieren. Nhớ nhé. Rồi. Der Gebrauch des Konjunktivs 1 in der zweiten Person Singular du ist mittlerweile veraltet, tức là đã kiểu cổ rồi và sẽ không được sử dụng nữa trong trong thực tế. Trong ngôi du người ta cũng sẽ dùng cái hai cái cách thay thế mà mình vừa mới nói cho các bạn đấy. Một là dùng preteritum cộng thêm endung. Hai là dùng würden. Trong trường hợp này sẽ là würdest. Die dritte Person Singular Mann er sie es. Đây là cái ngôi duy nhất mà sẽ được dùng Konjunktiv 1 theo đúng cái công thức này, tức là lấy stamm cộng endung Konjunktiv 1. Tại sao? Bởi vì trong indicative thì những cái endung đấy của nó sẽ là T, sie geht, so schule mà, chứ không phải là E. Thế nên mình hoàn toàn có thể lấy stamm cộng thêm endung E và biến nó thành Konjunktiv 1. Meine Lehrerin hat gesagt, er gehe heute zur Schule. Ví dụ thế. Trong số nhiều thì lúc đấy người ta lại dùng Ersatzformen. Và ngoại lệ sẽ là das Verb sein. Người ta có thể nói là Meine Lehrerin hat gesagt, die Studenten seien sehr fleißig. Thế thì các bạn có thể nhớ cái bảng này. Cái bảng này có thể sẽ tốt hơn cho các bạn. Những chữ bằng màu đen, những chữ màu xanh nhưng mà lại để màu chữ là đen. Cái gì vậy? Thử độ tập trung rồi. Rot, màu đỏ sẽ là Konjunktiv 2, tức là sử dụng cái cách mà mình vừa mới nói ở đây nè. Sein, cái này là Konjunktiv 1, nguyên bản. Haben sẽ chuyển thành hätte, chỗ này là Konjunktiv 2 rồi. Würde, könne. Cái könne này chính là cái mà như müsse hay solle mà mình vừa mới nói với các bạn vừa rồi đấy. Nó là modal verben. Các andere verben sẽ là würde gehen. Ngồi du thì cũng tương tự như ngồi ich. Những cái alternative này ở đây thì hơi ít dùng. Mình ít khi nhìn thấy werdest, cho nên các bạn cứ dùng würdest cho nó an toàn. Deine Eltern hat gehofft, du würdest Arzt. Modalverben cũng là könntest. Cái này lại hơi giống Konjunktiv 2 ở dạng lịch sự. Würdest gehen. RCS, nó là ngôi duy nhất mà người ta có thể dùng Konjunktiv 1 một cách kiểu thuần công thức. Sei, habe, sie habe. Ok, cái này không sai ngữ pháp mà nó chỉ là Konjunktiv 1 thôi. Wir seien, sie lớn, sie nhỏ đều hätten, würden các thứ giống nhau. Còn ihr là các bạn thì nó sẽ là sei, et. Có thêm e cũng được, không e cũng được. Ok. Sei et. Lại không thể nói cái này nhỉ. Đuôi của nó cũng sẽ là et. Thì nó cũng sẽ là gehet. Nhìn dị vãi. Unsere Lehrerin hat gesagt, ihr seid die Besten. Unsere Lehrerin hat gesagt, ihr hättet gute Noten. Indirekte Rede thì luôn ở thời gian giống như cái câu Direkte Rede. Ví dụ, ich werde Petra immer lieben. Tức là đây là tương lai rồi. Thế nhưng cái động từ ở câu mà dẫn dắt này, để câu dẫn dắt, kể cả Peter sagt, nói trong Präteritum, Peter đã nói trong Perfect hay Peter đã nói ở trong Plusquamperfect, thì đều mình đều chia câu indirect rede theo cái thì nguyên gốc thì original của nó trong câu này. Ich werde Petra immer lieben. Đây là điểm khác biệt với tiếng Anh. Mình nhớ là tiếng Anh thì phải lùi thì lại như vậy. Ở đây người ta cũng nói explicit luôn là indirect rede có thể kết hợp với das, das. Ok, sẽ müsse này. In der indirekten rede ändern sich die Pronomen sinngemäß, tất nhiên là ngôi cũng phải được thay đổi cho nó phù hợp rồi. Phù hợp với nghĩa, sinngemäß là phù hợp với nghĩa, ý nghĩa của nó. Adverbial Angaben des Ortes oder der Zeit, tức là khi mà trong câu gốc nó có nói đến thời gian hay địa điểm gì đấy, thì mình cũng phải thay đổi cho nó phù hợp. Cái này thì lại hơi giống với tiếng Anh, tức là hier sẽ thành dort. Và heute sẽ thành gestern, tùy thuộc vào thời gian. Gewesen sein này là ở perfect, khi mà nó trực chuyển thành quá khứ, cái này bọn mình sẽ học sau. Fragen in der direkten Rede. Những câu hỏi mà không có từ để hỏi, câu hỏi ja nein ấy, thì mình sẽ dùng Konjunktion ob. Otto hat Susi gefragt, ob er sie küssen dürfe. Dürfe này nhìn dị nhỉ? Cái nguyên thể của nó là dürfen đúng không? Thì cái verb stamm của nó là dürf. Và dürf này cộng với cái e
là ending phù hợp của e là chủ ngữ trong câu integrator này, thì nó đã thành dresser. Còn với câu hỏi mà có frage wort thì người ta sẽ sử dụng đúng cái frage wort đấy, từ để hỏi đấy, làm từ đứng đầu tiên trong vế phụ. Otto hat du sie gefragt, warum sie ihn nicht heiraten wollen. Thế bây giờ mình cho các bạn hai ví dụ cũng tương tự như thế này, xem các bạn có thể trả lời được không nhé. Câu 1 sẽ là: Meine Mutter fragte, willst du heute zum Abendessen kommen? Và câu thứ 2: Meine Mutter hat gefragt, warum kommst du heute nicht zum Abendessen? Các bạn thử chia hai câu này xem và comment cho mình ở phía dưới để mình có thể check xem là các bạn có hiểu được mình nói gì không. Rồi, imperative in der indirekten Rede là những câu ra lệnh, những câu cầu khiến, thì người ta sẽ sử dụng chủ yếu là hai từ sollen và mögen. Sollen sử dụng trong yêu cầu một mệnh lệnh, hoặc là mögen thì sử dụng trong những cái lời cầu xin lịch sự. Beeil dich mal ein bisschen, tức là nhanh lên một chút. Sich beeilen, tức là kiểu khẩn trương, đi nhanh lên, làm nhanh lên. Thế thì khi mà mình dùng từ verlangt là yêu cầu, nó hơi giống cái yêu cầu hay là mệnh lệnh này rồi. Sie soll sich ein bisschen beeilen. Er verlangt von ihr, sie soll ein bisschen beeilen. Anh ấy yêu cầu cô ấy là nhanh lên một chút. Thế nhưng mà er hat zu ihr gesagt, thì kiểu đây là một cái lời nói lịch sự bình thường thôi ấy, thì người ta sẽ dùng möge. Er hat zu ihr gesagt, dass sie sich ein bisschen beeilen möge. Tất nhiên người ta cũng có thể viết là er hat zu ihr gesagt, sie möge sich ein bisschen beeilen. Không cần das cũng được. Thế còn conjunctive 1 mà ở quá khứ thì sao? Cái điểm cộng của indirectorator là chỉ có một thể quá khứ thôi, tức là mình không cần phải quan tâm nó là preteritum hay là perfect hay là plusquam. Cho nên người ta sẽ chỉ dùng hai bên hoặc sein để xác định đây là quá khứ thôi. Mình sẽ chia hai bên hoặc sein tương ứng với cách chia các cái động từ theo từng ngôi mà mình đã học ở phía trên đấy, và cộng với participe 2 của từ. Cái này không đổi rồi, không cần phải chú ý nó làm gì cả. Phần directorator sẽ là er versprach, tức là mình biết đây là quá khứ. Präteritum này, er hat versprochen, perfect này, er hatte versprochen, plusquam, tất cả chuyển hết thành indirectorator là er habe versprochen, bởi vì động từ gốc của nó là versprechen, là hứa, chỉ đi với haben mà thôi, cho nên mình chỉ cần chia haben theo cái ngôi er này thôi là er habe. Và sau đấy participe 2 của nó là versprochen, không cần phải bàn cãi gì nữa rồi. Hay là ở động từ fahren, er fuhr, er ist gefahren, er war gefahren, tất cả các thìa quá khứ ở indicative này sẽ chuyển sang thành er sei gefahren. Tất nhiên là người ta cũng chú ý cho mình là với ngôi ist này thì mình không dùng habe được nữa, bởi vì habe thì lại giống với cái indicative của nó rồi ấy. Cho nên mình phải chuyển cái habe đấy thành hätte. Vài phút quảng cáo. Có thể các bạn đã biết là gần đây mình đang làm một cái partnership với Expatrio, là một công ty được thành lập tại Đức chuyên cung cấp dịch vụ mở tài khoản phong tỏa và mua bảo hiểm sức khỏe cho các bạn sinh viên quốc tế muốn du học tại Đức. Đây là hai điều kiện kiểu tối thiểu để cho các bạn có thể du học được tại Đức mà. Khi các bạn sử dụng dịch vụ của họ thì không những chi phí rẻ hơn so với khi các bạn dùng Vietinbank hay là Deutsche Bank, mà các bạn cũng sẽ đỡ đi cái phần nghiên cứu và mày mò tự làm của mình, và cũng đỡ rủi ro hơn một chút. Theo mình nghĩ là thế. Thế nên mình rất là khuyên các bạn dùng link giới thiệu của mình ở dưới description box và đến trang chủ của họ tìm hiểu xem họ là gì, họ là ai, họ làm những gì. Và nếu như các bạn quyết định sử dụng dịch vụ của họ hay là giới thiệu cho bạn bè, người thân dùng dịch vụ của họ, thì nhớ là nhắc bạn bè, người thân hoặc là nhắc chính mình sử dụng cái đường link của mình ở phía dưới này khi mà thanh toán, để tăng máu cho mình còn làm video tiếp cho các bạn xem. Ok, ok, hết quảng cáo. Ngay cả khi mình muốn dùng indirectorator trong quá khứ và dùng modal verben thì mình cũng sẽ dùng cái basis là kiểu mình cái nền tảng là perfect. Ví dụ câu directorator của mình là er wollte die Arbeit machen, anh ấy đã muốn làm việc. Er hatte die Arbeit machen wollen là cái này quá khứ với modal verben rồi nha. Thì chuyển sang indirectorator đều là er habe die Arbeit machen wollen. Tất nhiên ở trước đây thì mình phải có một cái câu kiểu einleiten nữa là er hat gesagt er habe die Arbeit machen wollen chẳng hạn. Okay. Rồi, das Futur in der indirekten Rede. Futur 1, Futur 2.
nói thật thì trước giờ mình chỉ học đúng một cái dạng phụ thua là phụ thua ai thế thôi, phụ thua swai là cái gì chả biết sao nào. À, phụ thua swai tức là một việc gì đấy đã xong rồi nhưng mà đã xong rồi ở trong tương lai. Chả hiểu sao cái này cũng hơi giống tiếng Anh. Ví dụ như là ngày mai lúc 8 giờ thì tôi đã ăn sáng xong rồi chẳng hạn, ví dụ thế. Ở nha, die indirekte Rede des Futur 1 bildet man wie folgt Konjunktivformen von werden und Infinitiv. Người ta sẽ dùng, người ta sẽ chia từ werden theo thể konjunktiv, tất nhiên là phụ thuộc vào các ngôi khác nhau, và cộng thêm động từ ở dạng nguyên thể. Ich würde gehen, du würdest gehen, er werde gehen. Còn Futur 2 sẽ là Konjunktivformen von werden cộng với Infinitiv Perfekt. Cũng đơn giản rồi. Ví dụ ich würde gegangen sein, du würdest gegangen sein, er werde gegangen sein. Kein Problem. Rồi đến passiv. Passiv trong khi indirekte Rede sẽ là Konjunktiv Formen von werden cộng với Partizip 2. Công thức thì như thế. Thế thì cũng như phía trên nó Konjunktiv Formen von werden, giờ này các bạn chắc thuộc rồi. Nó sẽ là würde, würdest, würden. Partizip 2 ở các động từ thì các bạn cũng phải biết rồi, đúng không? Ví dụ như, thế bây giờ mình cho các bạn một ví dụ. Sếp của tôi nói rằng bức thư đã được gửi rồi, thì các bạn sẽ chuyển sang indirekte Rede như thế nào? Mình sẽ mạnh dạn đoán là mein Chef trẻ, mein trẻ, mein Chef sagt der Brief, Brief đầu tiên là Konjunktiv Formen von werden đúng không? Werden với der Brief sẽ là würde. Schon đã được gửi rồi. Schon gesendet. Thế thôi. So sánh với cái dưới này, ich würde operiert, du würdest operiert, cũng y hệt như thế. Passiv Vergangenheit thì sẽ là Konjunktiv Formen von sein cộng Partizip cộng với worden. Thì như thế cũng được. Áp dụng với câu phía trên xem nào. Mein Chef, quá khứ đúng không? Thì sẽ là hat gesagt der Brief von Konjunktiv Formen von sein sẽ là würde. Schon gesendet là Partizip 2 rồi, sau đấy cộng thêm worden. À, sein, sein, không phải würde. xin lỗi. Der Brief sei schon gesendet worden. Này, cái này cũng dễ loạn lắm, dễ lộn lắm. Passiv ở Zukunft thì sẽ là gì? Konjunktiv Formen von werden cộng với passiv cộng với werden. Cái này thì lại werden rồi. Sếp tôi nói rằng ngày mai bức thư sẽ được gửi. Mein Chef sagt der Brief würde morgen gesendet werden. Nghe hơi dị nhưng mà nó cũng viết như thế thật đấy. Thế thôi, thế là hết rồi. Thế thì với cái ví dụ Mein Chef này, ví dụ với ví dụ này mình có thể áp dụng tiếp. Ông sếp tôi nói rằng ông ấy đang viết thư chẳng hạn, thì nó sẽ như thế nào? Mein Chef sagt der schreibe jetzt den Brief. Bởi vì với động từ schreiben thì Wortstamm chính là phần schreiben này, và cái endung của ngôi ergs lúc nào cũng sẽ là e. Nên mình chỉ cần ghép cái Wortstamm này với endung của nó thôi. Đó. Thế còn nếu như sếp tôi đã nói là ông ấy viết thư vào tối nay, ông ấy sẽ viết thư vào tối nay thì sao? Câu gốc của nó nhá, sẽ là câu gốc của nó là Ich werde den Brief heute Abend schreiben. Nhưng mà ông sếp tôi đã nói, mein Chef hat gesagt, mein Chef hat gesagt er würde heute Abend den Brief schreiben. Xem nhá, xem có đúng không. Đó, lại là các bạn cứ nhìn vào lý thuyết đã. Nếu như lý thuyết mà nó quá rối rắm, như thế này là viết cũng hơi rối rồi đấy. Thì các bạn cứ nghĩ ra một câu gốc như thế này, mà phải là gốc của chính các bạn. Sau đấy các bạn biến hóa cho nó tùy thuộc vào tất cả những cái trường hợp mà các bạn muốn dùng như thế này.
nếu như câu indirect trader của mình là quá khứ thì sao, indirect trader là tương lai thì sao, hay là indirect trader có chủ ngữ là ish, indirect trader có chủ ngữ là via thì sao. Tất cả các trường hợp như thế thì các bạn dần dần sẽ nắm được. Ok, thế nhé. Hẹn video sau.